Tôi cần một cái áo giáp có khả năng chống lại dép và chổi. Cái đó thì tôi có đó, nhưng mà anh không có khả năng mua đâu. Trả trước 1.000. Mời. Đẹp xuất sắc anh ơi. Đây là bộ giáp đó hả? Đúng. Đây là bộ giáp được thiết kế từ vật liệu cứng nhất Việt Nam hiện nay. Tên là mắm tôm không phải mắm ruốc. Ở phía sau lưng anh á là cái lỗ thông gió. Còn trên ngực á là công tắc chủ khí. Anh chỉ cần bật một cái thôi, vũ khí nó sẽ bay ra anh liền. Nghe cũng được. Thế trên xin nè. Giỡn hoài, 1.000 đô. Chỉ có 1.000 này thôi. Không lấy tôi đi. Đứng lại. Trả bộ giáp cho tao. Nếu bây giờ không trả thì sao? Mày. Đó là vũ khí của tao anh. Mày cũng chịu ga rồi đó à. Đến em yêu. Anh non. Cha. Anh. Mẹ đi nghiêng đó. Em yêu. S-S-O-S. Thả cha mày ra. Muốn cứu cha thì ký cái này đi. Đừng ký. Cha im lặng. Đây tao ký liền. Đừng ký. Anh là ai vậy? Tôi á là tiến sĩ. Còn cái áo giáp đó là của tôi. Tưởng ai? Hóa ra là tiến sĩ quèn. Anh yêu. Chạy. Chạy em lại. Anh. Anh chị núp đi. Ở đây để tôi. Tới công chuyện này rồi. Ha 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 ha.